Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến Vest News. Ngay bây giờ hãy cùng với mình tìm hiểu những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Trong show truyền hình mang tên Bài hát đầu tiên được phát sóng gần đây, Hoa hậu Hương Giang đã tố nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc là con người lạnh lùng và rất ít nói. Tại chương trình thì anh đã giải thích về con người thật của mình. Chương trình mang tên Bài hát đầu tiên đã lên sóng với tập khách mời đặc biệt là nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Khi tham gia vào chương trình này, Hoa hậu Hương Giang cũng đã tham gia cùng nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Cô đã tố anh là con người rất lạnh lùng, khó gần, ít nói, ít để ý đến người khác khi ở ngoài. Trước những lời lẽ của Hương Giang, Ưng Hoàng Phúc đã giải thích rằng ở ngoài đời ai gặp tôi cũng kêu tôi ít nói, lạnh lùng, trầm tính. Nhưng thực sự bên trong tôi rất ấm áp và tình cảm. Tuy ít nói nhưng tôi lại hay quan sát, quan tâm tới mọi người. Chẳng hạn khi đi diễn chung, vì bận và ngại nói chuyện với phụ nữ, sợ kỳ cục nên tôi ít tiếp xúc với Hương Giang, nhưng tôi vẫn quan tâm, theo dõi mọi hoạt động, sự nghiệp của cô ấy. Chỉ có điều là khi gặp nhau chúng tôi ít nói chuyện thôi. Ngoài ra, anh còn chia sẻ về sự nghiệp 20 năm ca hát của mình. Anh nói rằng, tính đến giờ tôi đã làm nghề là một ca sĩ thần tượng được 20 năm rồi. Tôi đang rất xúc động vì mình đã vượt qua được nhiều giai đoạn khó khăn, để đến giờ vẫn được khán giả đón nhận và được đứng trên sân khấu. Thực sự tôi không nghĩ mình đủ sức làm được điều đó. Thời gian đầu tôi đi hát hoàn toàn bằng niềm đam mê, chỉ nghĩ rằng mình cố gắng thể hiện hết sức, không nghĩ nó lại thành công đến vậy. Thời đó không có mạng xã hội, Internet, mà nhạc của tôi vẫn len lỏi khắp mọi ngõ ngách từ Nam ra Bắc, từ mũi Cà Mau tới tận Móng Cái. Tôi đi đến đâu cũng nghe thấy người ta bật nhạc của mình lên nghe, cảm giác đó sung sướng vô cùng. Sau khi những chia sẻ của nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc được phát sóng trên truyền hình, rất nhiều khán giả đã vào bình luận đồng tình và ủng hộ anh. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc nhìn là đã thấy đàn ông rồi. Đây đúng chuẩn là một người đàn ông manly, nói ít làm nhiều và rất ga lăng nữa. Trải qua rất nhiều năm tháng nhưng nhạc của anh vẫn là huyền thoại. Hiện tại lớp trẻ cũng chưa ai có thể làm được điều mà Ưng Hoàng Phúc đã làm trước đó, tạo ra rất nhiều hit bất hủ. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức này. Hiện tại SNews cũng đã xuất hiện trên nền tảng chia sẻ video TikTok. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm thì đừng quên nhấn vào đường link bên dưới.